mọi người Chào mừng mọi người trở lại với lại podcast The Tree Way Hôm nay là tập số 70 Lên hàng 7 Yes <laughs> Lâu lắm rồi chứ mới lại lên một cái một cái level mới Là một cái cái thứ mới Thì uh, lúc mà tập 60 chứ cũng khá là vui Tại vì mình đã di chuyển tới 60 tập Bây giờ tới 70 Mình đã di chuyển tới 70 tập Thì ra ban đầu mà mình nghĩ Một ngày nào đó mình có 70 tập podcast Cỡ 70 tiếng nội dung thì đúng là Uh, nó hơi viễn vông với mình luôn á chứ không phải là là cho người khác nữa với mình mà còn không tin được thành ra là um, chứ cũng khá là vui khi mà tới bây giờ chứ vẫn ngồi làm uh, và cũng rất vui khi mà thấy các các bạn uh, vẫn còn ủng hộ the tree way và nó làm cho trí có thêm nhiều động lực Thật ra là uh, vẫn làm và vẫn tiếp tục là cái đó là cái hay uh, Dạo này trí cũng ít làm mấy cái tập uh, tự sự lại uh, gần đây trí đưa ra nhiều mấy cái tập Tempo series là trò chuyện hơn Một phần là Trí cũng Đó là chiến lược thôi Tại vì trong thời gian mà Trí Biết là mình không thể ngồi yên một mình Để mà mình suy nghĩ nhiều Do một vài cái sự chi phối khác Thì Trí sẽ bổ sung mấy cái tập hội thoại Thì để lắp vào mấy khoảng trống Và Trí nghĩ là Càng lúc Trí làm những cái đoạn hội thoại Trí rất là thích Tại vì uh, um, Trí đưa những người mà Trí rất là thích vào podcast Để nói chuyện với họ Mà cái mắc cười nữa là khi mà Trí nói chuyện với họ ở vai trò là hai người bạn với nhau đó, thì không bao giờ mà mình đụng vào được những cái góc cạnh đó mà tại khi mà Trí đưa họ vào họ ngồi trước cái camera và trước cái 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 microphone đó, thì uh, tự nhiên cái họ cũng sẽ lấy cái phần tinh túy nhất của họ thường các bạn cũng sẽ nói là hiểu tại sao mà khi mà Trí làm podcast đó, lúc mà bấm quay là Trí thay đổi cái trạng thái của mình đó, tại vì nó có một vài cái áp lực nào đó mà kiểu như là Uh, ngay cảnh khắc của hành động mình phải nói cái gì đó hay là mình phải uh, gom mấy cái suy nghĩ của mình để đẩy nó ra thì uh, thậm chí là em trai chứ luôn chỉ ngồi nói chuyện với bạn suốt ngày uh, cường thì uh, cái hôm mà chỉ làm tập với cường thì thật ra lúc mà chỉ nghe lại chứ thấy cũng hay ở chỗ là có nhiều cái thật ra cường luôn giờ nói chuyện với chí về cái này nhưng mà khi ngồi trên podcast thì hai anh em mới nói về nó được thành ra là có cái đó là cái nét đẹp của của hành động của của content của nội dung tập podcast sẽ tiếp tục đồng hành bởi Mainstay Simplicity, một nhãn hàng skincare dành cho nam và các bạn sử dụng chung một cái ngôn ngữ mà chị hay thường nói đến đó là Simplicity, sự đơn giản cũng như là uh, tính kháng thường anti facility và ngoài cái việc là mình uh, ăn đủ ngủ đủ có một lối sống lành mạnh thì chị nghĩ skincare cũng là một lựa chọn không có tội để mình đưa vào cái danh sách những thứ mình cần để mà mình chăm sóc và mình uh, kháng thường cùng những bạn nào nam con trai và nghe podcast của trí thì có thể là xem qua và nếu các bạn có thể chọn mua thì có thể dùng cái link ở trong phần description và sử dụng mã the tree way để giảm 8% cảm ơn các bạn um, lần này thì trí không muốn update quá nhiều đâu tại hôm trước có mấy bạn cũng complain với trí là phần update đầu tiên nó dài quá thành ra là nó kéo podcast dài thành ra là trí sẽ hạn chế update về cuộc sống của mình Um, dễ nhất là mọi người theo dõi trên Instagram chắc luôn biết rõ là cuộc sống trí gần đây nó có cái gì um, có những cái gì mới mà um, trí làm cho cuộc sống thì cũng sẽ thông qua đó cho nên phần update của trí đa phần là chắc là chỉ dành cho những cái thứ quan trọng mà kiểu như giờ trí không có chia sẻ quá thường xuyên chẳng hạn chẳng hạn như mọi người nhớ cái Metanoia event năm ngoái chứ hả và như trí đã hứa thì tới năm nay trí vẫn đang trong quá trình chuẩn bị để làm nó thì mục tiêu năm nay là Trí có thể đưa ra được số lượng vé là 200 người tham dự Năm ngoái là hơn 100, 150 gì đó Và hôm nay năm nay Trí muốn từ 200 hoặc là hơn một chút Và cho sự kiện đó thì Trí cũng sẽ tìm một vài đơn vị đồng hành Thì các bạn nếu mà có biết ai hay là có nhã hứng thì cứ nhắn với Trí Tại vì để làm sự kiện ở quy mô lớn thì đòi hỏi về cái cái năng lực tài chính trong cái sự kiện đó để chi trả cho rất nhiều thứ nó cũng rất là cần. Thành ra là chỉ đánh tiếng trước từ bây giờ để từ từ tới đó là vừa. Um, khả năng cao là chỉ có còn khoảng từ 3 tới 4 tháng để đưa ra sự kiện uh, chương 2 của Metanoia. sim cũng rất là The Three Way và chỉ nghĩ là mọi người sẽ thích cái sự kiện lần này. Ok, đó là tất cả những gì mà chỉ cần update cái tập lần này thì trí sẽ dành thời gian để chia sẻ về cái cụm từ mà trí cũng khá là thường dùng nhưng mà trí không có làm một tập podcast về nó cái cụm đó là trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình to become a better version of yourself và trí hay đi nói đi nói lại về cái cái cụm từ này um, có thể là trong mấy workshop của mình hay là trong uh, mấy cái bài viết ở trên instagram này kia và cụ thể là như thế nào thì trí nghĩ là trong xuyên suốt chiều dài podcast chưa cũng hay thường nói về nó à, nhưng mà chưa có một tập mà trí đưa ra những cái góc nhìn những cái điểm mà trí thấy nó cần thiết và nó quan trọng trong việc tái khẳng định và hình thành cái hình ảnh về một bản thân của mình của mình nha cũng phải không phải là của ai khác mình muốn hướng tới hay là không phải của hình ảnh nào đó mà mình nghĩ là người ta trong đời để mình trở thành mà của mình ở đây là cái hình ảnh mà mình thấy nó phù hợp nhất và nó cần thiết nhất cho mình tất nhiên thì um, gọi là mình biết chính xác 100% trăm phần trăm chứ không nghĩ là là mình có thể chắc chắc ăn hay chắc chắn được nhưng cái mình có thể chắc là mình nắm trong tay cái quyền năng đó và um, sẽ có cách sẽ có cách là hoặc là thử sai hoặc là dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân mà mình sẽ tiến gần tới cái, cái nhận định là cuối cùng mình muốn trở thành ai thật sự và cái phiên bản nào là phiên bản tốt nhất tiếp theo của mình. Tại trí vẫn luôn nghĩ là mình sẽ có nhiều phiên bản, nhiều cái bản thể trong xuyên xứ chiều dài mà mình sống và tồn tại. Như cách mà Trí chia sẻ trong cái tập Chico Sense 2. Ok, vậy mình bắt đầu cái tập này nha. Và chỉ chỉ có khoảng uh, từ 4 tới 5 điểm chỉ cần đi qua thôi và chỉ sẽ qua từng lần lượt từng cái. Cái điểm đầu tiên chỉ cần nói đến đó là cái việc mà mình nhận định cái gì là ngắn hạn short term và cái nào là dài hạn long term và cách nào để mà mình uh, tận dụng cả hai góc nhìn đó và mình cân bằng được nó thì trí luôn hình dung thế này đối với riêng cuộc sống của trí thì trí um, luôn quy hoạch gần như là một cách tự thức hay là đôi khi là có ý thức và có logic trong cái việc nhận định là cái nào là short term và cái nào là long term cái nào cần cho mình trong những thứ gọi là tính bằng ngày hay bằng giờ Uh, thậm chí là bằng tháng luôn chứ vẫn coi một tháng là là short term còn cái những cái gì mà mình cần trong tính bằng năm hoặc là uh, một thập kỷ chứ không phải là một thế kỷ một thế kỷ cũng được thật ra một thế kỷ nó, nó là nó thuộc về cái di sản nhiều hơn Nhưng mà cái đó cũng là một cái hay um, thì khi mà trí ý thức được cái việc đó thì hầu như là những cái gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của mình đó. cho dù là mình không cần phải viết nó ra nhưng mà tự nhiên mình thấy cái gì đó thì thường mình có cái trạng thái là ở cái này nó cần thiết đây mình sẽ đưa nó vào nhóm short term chẳng hạn hay là cái kia nó cần thiết cho dài hạn thì mình đưa vào nhóm long term nhóm dài hạn và khi mà chỉ nói tới short term và long term trong cái việc phát triển bản thân của mình hay là hướng tới cái hình ảnh tốt hơn của mình đó, thì Trí thường hay hướng đến cái việc là hình ảnh hóa cái ngắn hạn và hình ảnh hóa cái dài hạn có một cái sự khác biệt mọi người biết là có hai cái từ mà chúng ta hay thường dùng khi mà chúng ta nói về sự phát triển đúng không? Chúng ta hay dùng cái chữ motivation đó là cái sự uh, mình mình có được cái cái động lực và cái chữ thứ hai là aspiration là cái một cái sự ngưỡng vọng nào đó thì chỉ hay thường phân thành hai thứ như vậy uh, motivation là thường là cho ngắn hạn và aspiration là cho dài hạn chứ có thể nói kỹ hơn về cái này một chút đó là um, khi mà mọi người nghe những cái podcast của trí hay là nghe những cái content online hay là những cái uh, câu chuyện nào uh, trong cuộc sống của mình mà đột ngột nó cho mình một cái sự hứng khởi nào đó để hành động chứ luôn xem đó là motivation cũng như là khi chúng ta đọc những cuốn sách, cuốn sách self help thì lúc nào trong đầu của mình cũng sẽ có một cái sự hứng khởi một cái động lực nào đó để mình bắt tay vào thực hiện một cái gì đó thì uh, đối với trí thì motivation nó là cái uh, nó là cái phương tiện cho những thứ short term thế này trí nghĩ là không chỉ riêng các bạn đâu mà trí đôi khi có những cái sự hứng khởi nhất định như vậy khi trí đọc cái gì đó Trí thấy là nó thú vị tới mình hay là nó cho mình một cái cái uh, một cái một cái sự uh, đốt thúc ngay lập tức một cái ngọn lửa nó cháy lên cái vèo và mình thấy là uh, mình phải bước vào mình làm cái đó thì trí uh, thấy nó rất cần thiết cho những cái thứ gọi là ngắn hạn bởi vì uh, nó là một cái một cái một cái cục năng lượng mà nó nó được bo lại nó 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 tròn và nó nó, nó chắc và nó có nhiều cái cái density tức là cái cái thể cái, cái gọi hoặc bỏ cái chữ đó. Cái gọi là cái độ đặc của nó rất là cao, thành ra là nó nó chứa rất là nhiều năng lượng và khi nó bước vào trong mình nó, mình thôi thúc mình ra cái hành động ngay lập tức luôn. Thành ra là trí luôn ok với việc là chúng ta có nhiều cái động lực nhất thời, tại vì giả sử mà mình có Giả sử nha, nếu mà nó ngắn hạn như chứ nói bằng nãy là mình tính bằng ngày Giả sử mình có hai ngày nữa để mình sống đi Thì tất nhiên là cái gì motivate mình trong cái ngày đó, một cái một ngày thôi à, Hôm đó mình phải làm cái gì đó và mình chỉ có hai ngày để sống Thì thật ra là khi mà bạn làm đúng cái ngày đó thôi á, Thì mình đã hoàn thiện được 20%, à, 50% cái, trăm uh, cái mục tiêu nào đó của mình Thì tôi nghĩ là motivation nó rất là cần thiết cho những cái thứ short term và những cái hình ảnh short term và những cái hình ảnh mà Ờ à, nghĩ là mình có thể dùng để cải thiện bản thân của mình nhanh thông qua những cái cái sự hứng khởi đó giống như là mình muốn có thể là 3 tháng sau mình sẽ trở thành một người uh, có thể vận động tốt đi thì bây giờ mình lên mà nghe một cái ông nào đó chia sẻ về cách chạy bộ chẳng hạn hay là một cái một cái môn thể thao nào đó mà nó cái hình ảnh đó nó gần với mình nhất thì mình chọn cái môn đó và mình có hứng hứng khởi mình Xác cái đôi giày mà ra mình chạy ngoài công viên thậm chí nha chứ nói thậm chí bạn chạy một ngày bạn nói ok nó ngắn hạn mình không có thể làm nó dài được mình chạy một ngày chứ nghĩ nó cũng là một cái hay đỡ hơn là mà không chạy ngày nào thì cho ngắn hạn thì chỉ nghĩ là cái sự hướng khởi đó cần thiết và cái hình ảnh ngắn hạn đó nó đủ à, tất nhiên thì uh, cái hình ảnh đó dĩ nhiên sẽ trở thành dài hạn được à, và cái cách mà nó trở thành dài hạn được đó là nó phải thông qua một cái aspiration một cái sự ngưỡng vọng một cái hình ảnh dài hạn thì đó là cái thứ hai cái hình ảnh của sự long term của những cái thứ dài hạn và khi mà mình nói tới cái sự ngưỡng vọng, cái aspiration đó thường trí không khỏi, khỏi nghĩ tới cái việc là làm sao để mà mình nhìn, nhìn ra được một cái hình ảnh nào đó của tương lai, một cái hình ảnh nào đó mà mình thấy từ ai đó hay là trong đầu mình thì nó xuất hiện và mình muốn, à mình sẽ trở thành cái đó và cái đó là cái thứ mà nó sẽ dẫn lối mình trong một cái tương lai nào đó xa xa hơn hẳn bây giờ. Giả sử như hồi, cái ví dụ hồi nãy đi khi mà mình nói về cái việc uh, mình muốn trở thành một người vận động tốt thì đó là hình ngắn hạn và chỉ nói là cái cách mà để nó trở thành dài hạn đó là hình ảnh tới một cái gì đó mà nó xa hơn tí xíu và nó có một cái uh, một cái hình mẫu cụ thể giống như là mình muốn trở thành một người như uh, david Goggins chẳng hạn <laughs> hay là kipchoge hay là usain bolt chẳng hạn thì khi mà mình nhìn tới những hình ảnh của những người đó thì mình thấy có một cái góc nhìn nó khá là dài hạn và Um, có thể là không phải một hình ảnh của một cái nhân vật nào có tên cũng được mà nó là một cái hình ảnh mà nó tổ hợp của những thứ mà mình thấy mình cực kỳ uh, yêu thích để trở thành um, có thể là khi bạn nói tới chạy bộ thì mình có thể nói ok cái hình ảnh đó là một người mà mình đang thấy một ngày mình đang chạy trên một cái đồi núi xung quanh là uh, rừng cây um, ánh nắng hoàng hôn đang chiếu xuống gió mát nhẹ nhẹ chim hót trên cây và mình đang chạy giữa cái con cái đồi núi đó và mình đổ xuống dốc và mình lên dốc Và liên tục như vậy Và mình nhớ tới việc là mình chạy mình không biết mệt Và bây giờ đồng hồ mình đã điểm là mình đã chạy được 15 cây Và mình đang thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái Và mình sẽ trở về một công việc nào rất rất, rất là tốt Chẳng hạn tức là bạn gom gom tùm lum cái tổ hợp đó Thành một cái hình ảnh mà mình nhìn thấy được mình phải visualize được và mình khi mình thấy được nó thì nó sẽ dẫn lối cho những cái thứ mà nó nó ngắn hạn hơn thì cái đó là một ví dụ thôi mình có thể nghĩ ra muôn vàng ví dụ giống như trí thì tất chỉ có tầm lum hình ảnh trong trong dài hạn luôn rất là nhiều cái sự ngưỡng vọng rất là nhiều cái aspiration và đôi khi chỉ thấy là cái hay bị nói là bị curse hay là bị nguyền rủa bởi những cái ambition những cái cái tham vọng và cái đó là cái điều đôi khi là tự thức là mình có nhưng mà Trí nghĩ là sẽ có những người sẽ có cái đó tự nhiên giống trí hay là có những người là họ phải học cách để có cái đó à, và khi mà Trí chia sẻ podcast này thì Trí nghĩ là thật ra cái này là một thứ mà có thể làm được uh, cho dù là nó có tự nhiên với mình hay là hay là không thì thành ra là khi mà trí có nhiều hình ảnh như vậy thì trong cái cuộc sống hàng ngày nó dẫn lối mình nó thì trí có nhiều cái động lực cơ bản hơn uh, cho dù là trí vẫn cố gắng là có những thứ mà nó nó ngắn hạn để nó nuôi dưỡng một cái gì đó của mình uh, tại vì khi mà bạn đi một cuộc chơi dài hạn đó, là bạn sẽ thấy cuộc sống nó sẽ hơi có những cái chuyển biến mà theo, theo chiều, hướng là um, độ khó tăng dần và như bạn biết là con đường tới mastery tới cái đẳng cấp cao nhất thường là bạn khởi đầu từ 1 cho đến 9 rất là nhanh tức là mình đi cái vèo có thể là vài tháng hay là vài năm là bạn lên tới số 9 nhưng mà từ số 9 tới số 10 nó có thể kéo bạn tới 10, 20 năm thành ra là cái cuộc chơi đó là cuộc chơi rất là dài và rất là đôi khi nó có nhiều cái cái cảm xúc mà nó khó khăn thành ra là uh, có những thứ nó trong ngắn hạn nó sẽ giúp cho mình nhiều hơn uh, để mình thấy tốt hơn về mình thì cái sự cân bằng nó nằm ở đó tức là có những cái sự hướng vọng tới những thứ dài hạn nhưng mà trong ngắn hạn những cái gì mà tốt để mình làm trong ngày 1, ngày 2 hay là trong tháng 1, tháng 2 gì đó thì đôi khi chưa thấy nó cũng tốt và bây giờ cách nào để mà mình phân định được cái đó là khi nào mà mình theo đuổi một cái gì mình cần phải theo đuổi dài hạn một cái nào mình cái gì mình cần theo đuổi ngắn hạn thì cái đó là cái mà Trí nói là... Đôi khi nó cần mình thử sai ở đây. Ở tuổi của Trí bây giờ hơn 30 tuổi, 33 tuổi. Thì cái việc, cái khả năng để mà mình... Uh, đánh giá được một cái mà ngắn hạn hay dài hạn đối với mình thì nó dễ hơn. Tất nhiên nó sẽ không dễ bằng khi mà mình lớn hơn nữa. Uh, nhưng mà... Bây giờ thì nó tốt hơn mình 10-12 năm trước. Thành ra là... nó cái chiều dài mà trí làm những quyết định hay là chọn những thứ ngắn hạn và dài hạn nó diễn ra khá với tần suất khá là nhiều trong suốt mười mấy năm thành ra là cái khả năng đánh giá của mình nó tốt hơn tại mình sai cũng đã đủ và mình đúng cũng đã đủ tức là mình có nhiều dữ kiện để mình biến nó thành những cái thông tin và nó biến tới những thứ biến thành những thứ mình biết và nó biến từ cái biến thành cái sự thông tuệ riêng của mình um, và tuổi nó là một nha chỉ nghĩ là trải nghiệm sống khi mình tích lũy nhiều nó cũng cũng là một cái hay tức là chỉ thấy là có những bạn còn trẻ Nhưng mà đã trải qua khá là nhiều thứ trong cuộc sống Và cái đó là một rổ những cái trải nghiệm Và những cái này thì thường sẽ đánh giá Mọi thứ nó tốt hơn tí xíu Nó thực tế hơn Thì đó cũng là một cái um, Và Có một cách khác nữa Chỉ nghĩ là mình cứ thử chọn một vài cái Mà mình thấy là Nó cho mình sự hướng khởi bây giờ Thí dụ bạn mới đọc xong cuốn sách Hay là bạn vừa nghe xong podcast này Bạn nhớ một cái gì đó bạn muốn làm Mà đã lâu bạn không làm Thì bây giờ mình bay vô mình làm thử và mình xem ok mình có duy trì nó trong ngắn hạn được hay không để hoàn thành cái mục tiêu nào đó và sau cái đó sau vài tuần sau một hai tháng gì đó mình xem lại xem là cái đó nó có giúp mình hay không hay là cái này có thể biến thành một cái thứ dài hạn của mình được hay không thì đôi khi nó cũng sẽ là rõ thì chỉ nghĩ đó là cái cái thứ về ngắn hạn về dài hạn về dài hạn suy nghĩ là nó vẫn còn một cái ý tưởng khác đó là khi mà chúng nói tới sự hình ảnh hóa đó um, thật ra là mọi người cũng biết là chúng ta chúng ta hướng tới một cái gì đó hay là một cái một cái gì? mọi cái dự án cho cuộc sống của mình thường khi mà mình đi chung với một cái hình ảnh nó cái đầu mình nó dễ xử lý thông tin hơn nó dễ cho mình cái cái đường đi hơn à, giống như là chứ đôi khi trí vẫn thấy là thậm chí trí nhớ của mình khi mà chỉ đưa cái trí nhớ của mình nó thành một cái biểu đồ trong đầu của mình mà có hình ảnh cụ thể thì trí nhớ trí nó cũng tốt hơn thành ra là cái việc mình sống với lại hình ảnh nó không thể thiếu được Uh, trở lại cái việc là Khi mà nói tới dài hạn thì Chứ có hai Có hai, cái có cái thứ này Mình chỉ nghĩ nó quan trọng Thứ nhất là Mình có thể Chọn một cái hình ảnh Mình ngưỡng vọng tới Mà nó xa đến nỗi Mà mình thấy là Chắc là mình không có khả năng Làm cái đó luôn uh, Và cái hình ảnh uh, Mình ngưỡng vọng Cũng trong dài hạn Nhưng mà nó gần với mình nhất Cảm giác như là, uh, Cái này Mình làm được cái vẹo Chẳng hạn như vậy nha và bạn thấy là nó biến thành một cái phổ đúng không một cái spectrum nó một cái rất là xa kiểu như như là tôi sẽ trở thành uh, tỷ phú thế giới là bạn đang đứng ở trong top không 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 một phần trăm gì đó và một cái hình ảnh là tôi có thể kiếm được uh, một tỷ mỗi năm chẳng hạn đi hay là con số nhỏ hơn tùy mỗi người sẽ có một cái định nghĩa như vậy và bạn thấy là nó cho bạn cái phổ và cái phổ này thì bạn sẽ có một cái cách thế này chứ nghĩ là mình sẽ trong đầu của mình khi mà mình nhìn về nó là mình sẽ có bắt đầu có một cái một cái sự đánh giá là đâu đó trong cái phổ này nó sẽ là cái điểm mà mình mình có thể dừng lại được và cái điểm này có thể dịch chuyển uh, tùy theo hướng nhưng mà phải chọn một điểm neo nó lại đưa nó xuống chặt nó chỗ đó và nói ok cái đó là cái hình ảnh dài hạn mà hướng tới thì chứ nghĩ cái đó là một cái tiếp cận mà nó sẽ thứ nhất là mình bo được hai đầu của nó và mình biết là mình nằm đâu ở giữa có cái phổ là khá là tốt rồi, tại mình biết rõ là nó có lãnh địa, nó bo lại. cái thứ hai nữa là um, khi mà mình chọn trên cái scale đó mình chọn trong cái phổ đó thì cái thứ mà mình chọn cho dù mình xác định nó ở đó nhưng mà cái hay của việc là nó nằm giữa là nó có thể di chuyển về hai chiều khi bạn đứng ở hai hai cái đầu của cái phổ đó rồi thì đâu có đường nào mà di chuyển được rồi bạn chỉ di chuyển được một chiều thôi một là lên hai là lùi nhưng mà đứng giữa thì nó lại thế ở chỗ là có thể đi qua đi lại được thành ra là bạn có thể chọn một hình ảnh đó và trong tương lai khi mà mình có nhiều dữ kiện hơn trong cuộc sống của mình đó hay là những cái sự việc sự vật nào đó diễn ra trong cuộc sống của mình mà mình không lường trước được thì bắt đầu mình sẽ di chuyển về bên trái hay về bên phải của cái phổ đó đều ok thì tôi nghĩ cái đó là cái một cái hình ảnh khác mà tôi nghĩ là có thể cần thiết trong cái việc Um, nhìn về những cái hình ảnh dài hạn um, và ngoài ra thì trí cũng thấy một cái nữa khá là thú vị đó là um, có một cái mà hôm bữa lúc mà trí đang bên Úc trí nhớ tới tại vì lúc lúc đó là trí xách cái skateboard của mình cái surf skate của mình ra một cái công viên công viên nó dành cho mấy người chơi uh, chơi mấy cái môn uh, trượt này kia thì um, trí nhận ra cái hình ảnh đó trong đầu của mình nó là thế này nè tức là cái hôm mà trí bước ra là thật ra là nguyên cái tuần mà trí ở bên Perth ở tây úc uh, vừa rồi là mưa gọi là bão luôn hết năm ngày và chỉ có chấm chấm nắng lên mỗi chút trong một ngày thôi và bởi vì là chiếc sách cái soft scale trí từ việt nam qua cũng phải qua hải quan rồi cũng phải làm lùm la là để qua được uh, và khi mà chỉ đem ra skate park đó Trí thấy nó ướt sũng luôn và nó trơn rất là nhiều nước và cái đó hôm đó là cũng là ngày thứ ba thứ tư trong chuyến đi rồi và chỉ còn vài ngày thôi và cái lịch trình trong cái bảy ngày của trí ở úc cũng nhiều tại vì uh, lâu lâu mới về thì thăm gia đình thăm bạn bè rồi đi tới đi lưu suốt á xong trí đứng trong đầu uh, trong trí đứng ở đó trước mấy cái uh, mấy cái cái khu chơi những cái vùng nước và những cái dốc lên xuống sắp trí nghĩ trong đầu của mình đúng cái hình ảnh uh, thế này trí uh, nghĩ là cái này là trí đang nói về short thơm nha tức là hay là long term cũng được tùy vào cái mình định nghĩa nhưng mà khi chỉ đứng trên cái đó chứ nói là bây giờ mình muốn trở về việt nam và xách cái cây này uh, qua hải quan một lần nữa và không làm gì có nghĩa là mình đã không lẽ ra mình không cần phải đem nó theo và nó như là cái sự thất bại hay là mình muốn bước về với một cái tâm thế là mình đã làm được cái gì đó ở đây mình đã tập luyện cái gì đó được và mình chứng minh là mình có thể làm được nó trên những cái đồi này trên cái dốc này và chỉ đứng đó chứ suy nghĩ chứ nói sao đây bây giờ mình sẽ chọn cái nào và cuối cùng chỉ chọn là trượt trên những vũng nước và té tơi bời và lúc đó chỉ suy nghĩ là tại sao chỉ làm như vậy xong chỉ nhớ ra là à, mình có một cái fear of losing không uh, uh, nỗi sợ là thất bại và nỗi sợ nó quá lớn luôn và khi mà chỉ nói tới những thứ short term và long term hay là những hình ảnh dài hạn hay ngắn hạn thì chỉ nói là khi mà trí không đẹp được cái hình ảnh đó thì đôi khi trí um, bị chi phối khá nhiều bởi những cái hình ảnh tiêu cực về mình và cái đó là cái nỗi sợ Thật ra là <laughs> Thật ra là chỉ phải uh, phải làm và khi mà trí quay cái video các bạn có thể thấy trên Instagram hay trên TikTok thì chỉ có để cái video đó, đó. Uh, cái video mà trí trượt trên mấy cái dốc này kia đi qua lại trên Subsky sau 6 tháng mà trí tập luyện đó. thì uh, cái đó là một hình ảnh đẹp và trí nghĩ là mình cũng có cái niềm vui khi mình có được cái, những cái thước video đó bởi vì nó chứng tỏ là mình đã cố gắng đủ để mình có được những kỹ năng cơ bản như vậy để mình làm được những thứ đó mình ngưỡng vọng tới nó nhưng mà bù lại thì uh, mình đã bị chi phối khá nhiều với những nỗi sợ và mình làm nó bởi vì mình sợ thất bại và mình đã té rất nhiều chạy cái tay đau thật ra là trí rất là nhiều cái đau trên cùi chỏi và lại cái bàn tay của mình thậm đập liên tục xuống đó và đầu gối nữa nhưng mà chứ không kể ra mấy cái này thực ra là mọi người chỉ thấy cái video khi mà mình làm được thôi nhưng mà những cái thứ mà không được thì thứ nhất là Trí cô không nghĩ là mình cần chia sẻ à, cái thứ hai có thể do quê chẳng hạn à, cái thứ hai nữa là Trí nghĩ là mình cứ yên lặng để mà mình làm thì à, tóm lại thì cái việc mà có một cái cái nỗi sợ không làm được đó, nó cũng có thể là nó cần thiết cho một hình ảnh nào đó ngắn hạn hay dài hạn của bạn có nghĩa là cái đó cũng cũng cần thiết câu chuyện nhỏ chỉ chia sẻ thôi ok um, đó là cái đầu tiên cái thứ hai là chỉ nói về cái muốn chỉ muốn nói về cái việc là um, mình có những cái sự khoảng lặng những cái silence những cái sự yên lặng trong những gì mình làm ngày xưa chứ hay chỉ có một cái podcast mình chỉ nói về cái ví dụ về mân mode tức là cái trạng thái giống như cái mode hay là cái chế độ của một tu sĩ kể như là yên lặng mà cứ đóng mình lại để làm cái gì đó và chỉ nghĩ là trong cái việc mà mình hướng tới một cái bản thể tốt hơn, một cái version hay hơn của mình thì uh, nó không khỏi làm trí nghĩ tới cái việc là liệu mà mình có cần phải nói nó về nó liên tục với mọi người là chứng minh cho ai đó hay là phát ra những tín hiệu rất là nhiều tới xung quanh hay không và trí nghĩ đi nghĩ lại thì trí nghĩ là với, với kinh nghiệm của mình thì khi mà trí làm gì đó trong yên lặng mọi người không biết đến và cứ yên lặng mình làm không complain không không than phiền không không đổ lỗi không giải thích không trình bày thì chỉ thấy là đôi khi nó cho mình nhiều cái năng lượng hơn rất là nhiều luôn và cái này là một cái yếu tố mà chỉ thấy không tồi tại vì trong cái quãng quãng đường mà bạn hướng tới một hình ảnh đó, thì bạn sẽ lượm nhặt khá là nhiều những cái những cái những cái khó khăn những cái thứ mà làm cho bạn đôi khi thấy muốn bỏ cuộc giống như là bạn muốn chạy mà bạn chưa bao giờ chạy bạn muốn chơi một cái môn gì đó mà bạn chưa bao giờ chơi bạn muốn lướt sống nhưng mà bạn chưa bao giờ đứng trên biển đủ đủ nhiều thì uh, chỉ nghĩ là hướng tới những cái thứ đó thì chắc chắn là bạn sẽ có những cái uh, những cái chấn thương đó. chấn thương có thể là chấn thương, chứ nghĩ là trong dấu ngoặc nha, có thể là thật sự là chấn thương luôn, giống như là té hay cái gì đó, hay là uh, về tinh thần kiểu như là mình sợ hãi hay là mình muốn bỏ cuộc, thì khi những cái đó diễn ra thì thường là mình sẽ complain rất là nhiều, mình sẽ nói hết này tới cái kia, hoặc là cái trường hợp là mình làm được chút chút nhưng mà mình lại nói về nó quá nhiều kiểu giống như là mình gặp ai mình cũng nói là, à, tôi làm được cái này nè, tôi làm được cái kia nè, tôi đang hướng tới này, tôi đang hướng tới cái kia, liên tục liên tục á. Thì hai cái trạng thái đó chứ nói là Nó làm cho mình mất tập trung rất là nhiều luôn Và cái chế độ yên lặng này đôi khi đối với Trí là Cái sự âm thầm cần thiết um, Bởi vì Trí luôn cảm nhận là Trí có nhiều năng lượng nhất khi mà Trí phải Ém cái gì đó lại <laughs> Trong uh, tâm lý học người ta còn có cái chữ là del Delay gratification đó, Từ sự kìm hãm ham muốn Ham muốn để chia sẻ cái gì đó Uh, nhưng mà cái cụm này rất là chung tức là nhiều dạng ham muốn mà mình kìm hãm được cũng là một cách rất là hay nó cần cái sự kỷ luật rất là cao và chỉ nghĩ là um, trong cái việc phát triển hay là tiếp cận những hình ảnh mới ấy thì hay là những cái gì đó nói chung là mới đi về mình hoặc là về một cái gì đó quan trọng đối với mình thì cái việc mình yên lặng và cho mọi thứ nó diễn tiến theo cái chiều hướng là ờ um, góp nhặt và đi lên thì uh, cái sự yên lặng đôi khi nó cần thiết lắm Để mình đỡ phải bị uh, Mất quá nhiều thời gian để mà mình nhận Những cái feedback xung quanh hay là Để mọi người phải nói ra nói vào Hay là mình uh, nói đó đã quá Hết muốn làm luôn, dạng vậy Thì đó là một cái mà tôi thấy cần thiết Thật ra là các bạn có thể thấy là Một vài Những người làm về nghệ thuật hay, hay là làm về công nghệ này kia Và những cái người mà Khi mà họ hoạt động nghệ thuật và họ có được tên trụ rất là lớn ở mức độ rất là cao chứ đang nói là celeb hay này kia những cái artist, những cái nghệ sĩ thì khi mà họ chưa thành danh thì có thể là họ tung ra rất là nhiều bài tức là mình sẽ làm rất là nhiều thứ để mà mình rất là nhiều sản phẩm được ra đời có thể là một vài cái nó vừa đủ vừa đủ hay có những cái thì hay đột biến hay là có những cái mà nó hơi bèo bèo mình cũng đưa ra chẳng hạn thì trí cũng hồi xưa trí cũng là một người mà đam mê rất là nhiều về nhạc rap hay là trí cũng tham gia một vài cái forum rồi cũng hay quăng mấy cái bài mà lên thì trí cũng đã từng chứng kiến rất là nhiều nghệ sĩ khi mà họ hoạt động ở trên mạng chơi chơi qua lại mấy anh em với nhau tới lúc mà họ thành danh thì trí để ý là khi mà chúng ta thành danh hay là chúng ta làm được cái gì đó ở mức độ rất là cao thì cái sự kìm hãm của những cái gì mình cần share cần chia sẻ ở bên ngoài nó càng càng lớn À, thành ra các bạn thấy là mấy cái nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới chẳng hạn đi, Và thậm chí ở Việt Nam um, khi mà ở mức độ rất là cao rồi thì um, đôi khi một năm họ chỉ ra một bài hay là vài năm mới ra một cái album thì suy nghĩ đó là mức độ cần thiết thứ nhất là ở đẳng cấp cao hơn và ở những cái hình thái cao hơn thì cái sự chỉnh chu cho mọi thứ nó rất là, rất là cần thiết tại vì nó có quá nhiều yếu tố về lợi ích mà cần phải xem xét của những người xung quanh Của nhiều cái stakeholder Tức là những người mà uh, uh, Đi chung với là cái, cái nghệ sĩ đó Thành ra là mình phải cần cẩn thận Trong những cái bước đi của mình Nhưng cái thứ hai nó chỉ nghĩ là Nó là sự tập trung Tại vì uh, Thế này nè Như chị nói ban đầu Là để đi từ Số 0 lên tới Cái thứ mà gọi là tốt Thì có thể là nó không phải là Cực cực khó đúng không Nhưng mà từ tốt lên tới great đó, Tức là tới Rất là tốt rất là luôn á À, hay là tới vĩ đại thì nó nó khá là khó thành ra cái việc ém nó lại là để khi mà bạn vừa được cái good rồi là bạn có đủ sự tập trung và tưởng như là bạn có cảm giác mình có cái gì rất là hay mình muốn chia sẻ ra bên ngoài nó rất là tốt rồi nhưng mà không ém nó lại tại mình phải làm cho nó vĩ đại hơn nữa thì cái cái khoảnh khắc mà mình ém nó lại để là nó vĩ đại hơn nữa mà mình mang trong mình cái sự cái sự ham muốn để chia sẻ đến nỗi mà mình nói cái này phải đưa ra ngoài nhưng mà vẫn ém nó lại để khi mà nó ra ngoài được nó là vĩ đại thôi chứ không phải là tốt nữa thì cái khoảnh khắc đó nó làm cho bạn có rất là nhiều thứ luôn á kiểu như như là nó làm cho mình thấy cái sự cô động của những cái tinh chất mà nó muốn giải phóng nhưng mà nó không giải phóng được nó phải ở đó để nó nuôi dưỡng tiếp cái, từ cái tốt lên cái vĩ đại thành ra là chứ thấy cái đó đôi khi nó rất là cần thiết nữa giống như bây giờ mà chứ hả bây giờ một tháng chứ làm một cái podcast đi và đôi khi chứ thấy là uh, mình có thể ra ở tần suất nhiều hơn tức là rải năng lượng mình ra nhanh hơn nhiều hơn more frequent tức là nhiều nhất có thể nhưng mà mọi thứ nó cứ đều 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 Mặc dù mọi người cũng biết là khi mà mọi người làm nội dung trang cũng sẽ nói là cái tần suất mình ra nội dung nó phải nhiều đúng không nhưng mà trí không bao giờ quan tâm tới cái đó thì trí nghĩ là uh, cái gì cần nó xuất hiện nó sẽ xuất hiện và nó phải được ém tới lúc mà nó cần thiết có có podcast mà chỉ nói về Anima mà chỉ em tới hai năm tại chỉ thấy chưa đủ và khi mà mình thấy nó đủ rồi mình thấy không được có cái điểm này mình chưa nên nói hay là mình chưa hiểu đủ phải đợi 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 lúc mà trí làm nó thì chứ thấy là à, bây giờ nó nó tốt hơn hẳn cái lúc trước mình quyết định tại lúc trước nếu mà mình đưa ra cái đó thì chỉ là tốt thôi nhưng mà nó chưa quá tốt thậm chí theo ý của trí nha là có thể lúc đó là là, là đôi khi là nó không tốt luôn à, còn cái thời điểm mà trí ra thì tạm gọi là tốt đi một số người thì nó rất hay một số người thì nói là tạm được thì cái đó là quan điểm mọi người Trí cũng rất là tôn trọng đối với trí thì cái đó là ổn ổn hơn cái ngày xưa mình quyết định mình làm nhiều nếu mà mình làm thì uh, đó là vậy thành ra là cái việc mình ém ở lại nó 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 rất là cần thiết um, và trong thậm chí là trí làm việc ở trong cái lĩnh vực của startup của kinh doanh này kia thì trí cũng biết là thực ra với công nghệ bạn thấy là có một tất nhiên là khi mà mình nói tới công nghệ hay là những cái startup thì thường cái việc mà mình release, release sản phẩm của mình nhanh tới thị trường nhất thì nó tốt đúng không và chứ không có bạn kể chuyện đó và chứ thấy nó rất cần thiết luôn đó là không bao giờ đợi tới lúc mà mọi thứ nó hoàn chỉnh và nó tối đa bạn ra nhưng mà chứ đang nói tới những cái phạm trù là có những lúc mà bạn quá chắc chắn về một cái gì đó bạn biết nó tốt rồi ấy, nhưng mà bạn ém nó lại và bạn chờ nó tới lúc mà nó vĩ đại hơn để mình đưa ra và cái ví dụ gần nhất chứ thấy được là uh, uh, có thể là xa hơn chút là Pokemon Go nó tốn họ 10 năm hay là bao nhiêu đó thời gian để mà họ đưa ra một phiên bản một cái app game mà đúng thời điểm và dùng những công nghệ thực thật, thật, uh, thực tế nhất thời điểm đó để đưa ra một cái game mà Pokemon Go năm 2016 2015 là nó cực kỳ lớn luôn. Sau này thì chỉ thấy là ChatGPT cũng vậy. Họ ém cũng khá là nhiều năm, đó. họ bắt đầu vào những năm 2015 2016 nha, tới 2023 thì sản phẩm mới ra đời. Uh, mới ra thị trường nhưng mà trong đó là cũng một cái chiều dài khá là nhiều rồi thì uh, họ không rã tín hiệu nhiều tới vậy để mà mình thực sự là khi mình thấy sản phẩm cuối cùng mình bất ngờ nó là thực sự rất là tốt luôn nó là great đó, chứ không phải là good nữa uh, nó vượt ra sự mong đợi của khá là nhiều người thì chỉ nghĩ là cái khoảnh khắc mà họ đợi tới lúc mà nó cần thiết nhất để nó xuất hiện uh, nó cho ở trong một cái đội ngũ nó có nhiều cái một cái nhiều cái drive hơn nhiều cái động lực và nó đẩy cái năng lượng nó kinh khủng thì uh, đó là một cái khác cái sự yên lặng mà chưa thấy là cần thiết và đôi khi tôi thấy là trong việc phát triển bản thân của mình nha trở lại từ hồi lang man quá trong sự phát triển bản thân của mình thì đôi khi là cái sự yên lặng đó nó giúp mình engage in solitude đó. tức là mình trở về với chính mình nhiều hơn tại khi mà không đi bận mải mê để mà uh, than phiền với người này hay là nổi với người kia hay là phải cho thế giới nào biết mình đang làm cái gì á mình nếu mà không cái đẩy nó ra ngoài thì mình buộc là mình phải đẩy nó vào trong đúng không giống như là thấy cái đó sướng quá phải nói cho mọi người nhưng mà không mình không muốn nói cho mọi người bây giờ nói chuyện với ai bây giờ ai đến ai để mà nói tới ồ oh, mình phải nói chuyện với mình cái ngồi lại cái nói chuyện với mình kiểu như ôi cái đó sâu hay hay quá 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 tốt mình rất là thích cái đó kiểu như là bắt đầu mình nói chuyện với mình luôn và trí cũng lo lâu chứ cũng hai cái trò đó tức là thấy cái gì đó hay hay tự nhiên giống như mình nói với mình luôn trong đầu của mình có cái đoạn hội thoại cái mình kiểu như là ôi cái đó quá tuyệt vời luôn kiểu như là <laughs> mình cứ nói với mình như vậy đó và chỉ thấy là cái việc mà mình uh, đối thoại bản thân lúc này lúc kia nó khá là tốt tại uh, nếu mà mình không bị dính vào cái cuộc chơi của việc là hay tỏa ra quá nhiều những cái tín hiệu thì những cái thứ đó nó lại gom về ngược với chính mình và cái đoạn hội thoại trong đầu của mình nó càng diễn tiến càng nhiều thì cái việc mà mình tiến tới việc là hiểu mình hơn nó cũng khá là tốt nó cũng khá là dĩ nhiên thành ra đó là một cái thế lợi thế của việc là giữ mọi thứ nó yên lặng này kia thì đó là cái thứ hai trong việc phát triển bản thân gửi ít tín hiệu và đẩy mọi thứ ngược về trong mình ém những thứ từ tốt cho đến vĩ đại đó là tóm lại cái phần số 2 này chứ muốn chia sẻ. Và đến điểm số 3, chị thấy là điểm số 3 này cũng khá là quen thuộc với nhiều người. Um, chị muốn nói về hai cái vòng tròn. Um, mọi người nếu mà nghe cái tập uh, giãn nở vùng an toàn của mình đó, khi mà chị nói vùng an toàn của mình là một cái giả sử nó là hình tròn và nó có độ giãn nở và mình sẽ làm cái vòng tròn nó rộng ra từ 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 từ. Nếu mà mình phát triển tốt với vòng tròn đó thì mình kiếp tiếp tục giãn nở nhưng mà nếu mà thấy mệt quá hay là mình cần phải uh, trở về chúng quen thuộc đi xã hội thì mình co cái vòng tròn nó lại và cứ theo cái tiến độ đó mà cứ lên xuống lên xuống miễn sao là cái mức độ giãn nở của mình nó tăng tiến tốt hơn là mức độ mình co lại thì đó là một cái sự phát triển nó nó organic nó nó bền vững và nó kéo dài liên tục liên tục trong cuộc sống của mình và cái vòng tròn đó là cái vòng tròn đầu tiên cái vòng tròn thứ hai là cái vòng tròn mà nó hướng ra bên ngoài là cái vòng tròn mà mình với tất cả mọi người xung quanh. Và chúng ta hay nói là một người khi phát triển lên thì họ thường sẽ vẽ một cái vòng tròn. Và đầu tiên là có họ, sau đó là có những người thân cận xung quanh với họ, những người trong gia đình chẳng hạn. Và từ từ họ mở rộng vòng tròn tới những người họ rất tin tưởng trong cuộc sống là những người bạn. Và từ từ nếu mà họ làm rất tốt công việc của mình trong xã hội này và họ phát triển lớn lên đó, thì vòng tròn họ to đến nỗi mà có thể bao trùm một cái một cái uh một cái khu vực nào đó, một cái nhóm người nào đó nó rất là rộng, một cái cộng đồng nào đó thì cái vòng tròn đầu tiên, cái sự giãn nở của vùng an toàn của mình thì nó là vòng tròn chỉ gọi là vòng tròn phía trong internal, còn cái vòng tròn mà nó ra bên ngoài kết nối mọi người nó là vòng tròn của external và nó hướng ra bên ngoài thì tôi thấy là cái hình ảnh của hai cái vòng tròn đó là cái hình ảnh chưa thấy cần thiết trong cuộc sống của mình đối với trí thì chưa thấy là nó cho mình biết được Um, nó tồn tại hai cái góc nhìn như vậy một cái hướng về mình một cái từ mình trở ra ngoài và hai cái đó nó sẽ có mức độ giãn nở nhất định và nó có thể mở rộng ra hoặc còn hẹp lại tùy vào cái định hướng cuộc sống của mình một cái là set là tức là cái set là cái cái hành động hay là cái cái ý chí còn một cái đó là internal nha là cái vòng tròn mà trong mình còn cái còn lại cái vòng tròn bên ngoài nó là cái setting nó là cái bối cảnh và trí nghĩ là có thể dùng cái chữ set và setting đó giống như là một trong những cái ví dụ cơ bản đi và khi mà trí nói tới sự phát triển bản thân của mình hay là mình bước vào một cái một cái giai đoạn mà mình cần phải làm một cái gì đó mới hay là mình phải xây dựng cái gì đó hay là cuộc sống mới của mình hay là bất kỳ cái gì mà mình thấy là mình cần ngưỡng vọng tới sự phát triển của mình thì cái set và setting nó rất là quan trọng tại vì nó cho mình một cái trạng thái tâm lý đủ Nội tại của mình và một cái môi trường Một cái sự hỗ trợ Của những cái thành phần xung quanh Nó rất là quan trọng Đó là set và setting Thì khi mà Trí nói tới sự phát triển cho chính mình Mà giãn nở vùng an toàn thì uh, Có thể là Trí không lặp lại trong tập này Bạn có thể mở cái tập uh, số 10, 21 gì đó khi mà Những tập đầu tiên Trí nói về cái sự giãn nở của vùng an toàn đó Thì uh, cái vòng tròn phía trong Trí nói đủ rồi thì Trí không nói thêm uh, Cái vòng tròn bên ngoài vòng tròn mà từ mình trở ra à, cái độ lớn của nó có thể cái độ lớn nhất của à, cái độ nhỏ cái độ lớn nhỏ nhất của nó bằng với lại cái độ lớn lớn nhất của cái vòng tròn bên trong bạn hiểu ý trí chứ tức là khi mà mình phát triển tới mức nào đó thì à, mình sẽ bắt đầu cái vòng tròn hướng ra bên ngoài ở mức độ đó tức là nếu mà mình phát triển thành một người mà có, rất có rất nhiều những cái những cái thành tựu về mình đi thì hay là những cái kỹ năng mà mình rất giỏi về nó à, thì miễn, miễn kiểu như là nghiễm nhiên là bạn sẽ có cái một vòng tròn bên ngoài nó sẽ rộng hơn tức là cái, cái những cái kỹ năng đó những cái thứ đó nó nuôi sống được bạn gia đình của bạn con cái của bạn và có thể là những người xung quanh rất là thân cận với bạn và tin tưởng của bạn thì nó khá là tự thức thôi thì à, cái xét và xác tiên nó quan trọng ở chỗ đó và cả cái vòng tròn nhỏ ở cái vòng tròn internal bên trong hay là vòng tròn external bên ngoài thì nó đều có những cái hình ảnh ngắn hạn và dài hạn đi chung với nó thì trí như trí nói đó là cho bên trong của mình thì nó trở về cái điểm đầu tiên trí nói từ ban đầu là một là mình chọn những hình ảnh những cái aspiration những sự ngưỡng vọng nó kéo dài uh, trong dài hạn hay là những cái motivation ngắn hạn để mà mình cái vòng tròn đó mình nó giãn nở đủ nhưng mà và giãn nở vừa đủ và vừa đúng hướng uh, còn cái còn lại thì cái sự ngắn hạn và dài hạn nó cũng có luôn Ngắn hạn đó là mình sẽ tìm được những người Thân cận xung quanh của mình Mà họ tin tưởng mình được Và họ sẵn sàng xung quanh để mà họ support Họ hỗ trợ Và về lâu dài nha, cái hình ảnh dài hạn của nó là Có được một cộng đồng mà tin tưởng chính mình Và khi mà các bạn nhìn vào Cái hình ảnh của đội truyền thì bạn thấy là Trí đều hướng tới hai cái hình ảnh, hai cái vòng tròn đó Trí à, liên tục phát triển Những gì mà mình làm Và có một cái sự, một cái một cái năng lượng khá là lớn dành cho những thứ đó liên tục liên tục Và không có dừng lại được Nhưng mà nó là những thứ tốt, chứ tin là vậy à, Mà còn lại thì cái vòng tròn hướng bên ngoài là hướng về cộng đồng khá là nhiều Thành ra là bạn thấy là chỉ làm những sự kiện cộng đồng khá là thường xuyên à, Một năm cho hai ba cái gì đó Và hầu như Trí dành rất nhiều thời gian để chia sẻ với từng người Có những người mà có thể là người lạ với Trí Nhưng mà Trí dành rất nhiều thời gian để nói chuyện và chia sẻ Nhắn tin qua lại để mà hỗ trợ họ khi họ có khó khăn tất nhiên là không làm với mọi người được và mình chỉ có thể là có chừng đấy năng lượng để giúp thôi thì uh, thậm chí là những người những người xung quanh cái cái chỗ gì ở luôn và chứ đôi khi cũng hỗ trợ họ khi mình chỉ có thể thì chỉ thấy là cho những cái thứ mà nó hướng ra bên ngoài cái mục tiêu dài hạn nó rất là cần thiết ở chỗ là suy nghĩ uh, giả sử một ngày nào đó mình cần một cái gì đó hỗ trợ từ những người đó khi mà mình đang lâm vào tình thế khó khăn thì cái sự hỗ trợ của những người đó sẽ là rất là cần thiết à, nếu mà bạn chỉ có gia đình của mình thôi thì đúng là chỉ có gia đình mình hỗ trợ mình thôi và cái đó có thể là gần như là chắc chắn nhưng mà khi mà bạn có một cái một cái tổ hợp của những người mà bạn gây dựng được trong một thời gian rất là dài khi mà bạn mở rộng cái vòng tròn external đó của mình ra thì Uh, ngoài gia đình của bạn thì bạn sẽ có một cái binh đoàn như vậy có thể đứng kế bạn được. Tại mình sẽ không biết cái gì là điểm xấu nhất của mình trong cuộc sống này đúng không? Mình cho dù mình chắc ăn cỡ nào thì nó cũng chưa chắc tới vậy. Và giả sử nha, giả sử một ngày nào đó mà bạn rơi vào tình thế mà nó tréo nghe hay là tự nhiên đột nhiên cái một cái sự kiện xấu cho cuộc đời hay bạn bước vào một cái giai đoạn là trầm cảm rồi bạn uống rất nhiều rượu chẳng hạn đi thì Chị nghĩ là nếu bạn có được một cái support system, tức là một cái hệ thống hỗ trợ xung quanh của rất là nhiều người, họ đã từng được bạn nuôi dưỡng cái mối quan hệ với họ và họ trở lại để họ kéo bạn ra khỏi vũng lầy đó, thì cái đó là một cái điều tốt. chứ thấy là à, đó cũng nằm trong cái việc phát triển và trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Đó, tại vì à, cái phiên bản mà bạn được sự hỗ trợ của xung quanh, nó giúp bạn không rơi vào cái trạng thái của một cái phiên bản mà nó quá tồi tệ thì đối với trí đó là cái sự phát triển của một cái phiên bản luôn thì phiên bản đó là phiên bản tốt thì um, đó là một góc nhìn mà trí thấy thú vị và nó sẽ kéo dài và cái cuộc chơi của cái việc là có một cái một cái hệ thống hỗ trợ xung quanh bạn nó đòi hỏi là trong ngắn hạn bạn phải nuôi dưỡng những cái uh, những mối quan hệ khá là tốt và những mối quan hệ này cho dù bạn nuôi dưỡng nó bạn phải hướng tới việc là trong dài hạn thì họ cũng phát triển chung với mình luôn và bằng một cách nào đó thì trong tương lai gần hay xa gì đó thì họ cũng sẽ đồng hành tiếp với bạn và nhất là những cái mối quan hệ mà nó kéo dài rất là dài đó, thì trí luôn tin là nó có những cái độ uh, kháng thương rất là cao tại vì nó thử lửa hết rồi nó trải qua quá nhiều rồi uh, giống như là bây giờ bạn có một người bạn mới quen chừng 3 tháng cho dù thân thật thân nhưng mà bạn đâu biết đủ người ta để lúc người ta làm vào tình thế khó khăn bạn có giúp được hay không tất nhiên là nếu mà mình có cử chỉ anh hùng thì mình sẽ làm thôi nhưng mà À, nếu mà nó có những cái tổn hại nào đó về mình thì dĩ nhiên là mình cũng sẽ dừng lại bởi vì mình có nhiều thứ quan trọng để mình làm hơn nhưng bạn quen người ta được chỉ nói là 13 hay 30 năm đi thay vì là 3 tháng thì đó là câu chuyện khác đúng không? đó là một phần nói dài của bạn luôn thì dĩ nhiên là cái mức độ mà bạn chấp nhận và hy sinh cho cái người kia nó cũng sẽ có thì uh, đó là vậy thôi đó là cái điểm mà chỉ nói thứ ba về hai cái vòng tròn này Điểm cuối cùng Và Trí cũng sẽ ngắn gọn Để podcast Nó không kéo dài quá à, Đó là timeline Đó là cái Diễn biến thời gian Và Tại vì hôm bữa Trí ngồi Trí uống cà phê à, Gần nhà Trí mới ngồi Trí suy nghĩ tí xíu Về cái việc là Tại sao mình Có một cái suy nghĩ Về cái Cái thời gian Thế này nè Tức là Bạn thử nhắm mắt lại nha Và Trí cho bạn Chắc là 10-20 giây gì đó để suy nghĩ Nếu Mà mình không còn khái niệm Của thời gian là gì Tại chúng ta biết thời gian nó là một cái định nghĩa. Tức là vũ trụ này không có thời gian. Mình chỉ có mình chỉ có lực hấp dẫn và những cái uh, lực hấp dẫn đó và những cái cơ chế của của uh, vật lý và mình biến nó thành những cái gọi là thời gian. Và khi mà biến nó thành thời gian á và mình bắt đầu mình phân chia 365 ngày như cách mà người uh, uh, Babylonian Babylon, Babylon tạo ra cái hệ thống đầu tiên mà 360 ngày bây giờ 365 và cái vòng tròn là 360 độ và nói chung là họ biến thành những con số mà nó chia đều cho 1 2 3 6 9 gì đó và biến thành thời gian và mình có 60 phút trong uh, một tiếng và mình có 60 giây trong một phút dẫn hạn như vậy và mình định nghĩa nó như vậy luôn. Mình có tháng này tháng kia, năm ngoái năm kia mình có 2024, mình có 2025, mình có năm ngoái, mình có năm sau. Cái thành ra tới một lúc nào đó cái mình hay dựa vào cái độ tuổi hay là cái năm đó để mà xác định cái cái gì mà phải cần phải làm một cái tiến trình thời gian nào đó nhưng giả sử bây giờ bạn không có suy nghĩ về nó được bạn mất khái niệm thời gian luôn kiểu như là bây giờ mọi người không biết tuổi nhau chỉ biết là ông kia sinh ra trước tôi bà này sinh ra sau tôi chỉ biết như vậy thôi thì bạn thấy cuộc sống mình như thế nào bạn thử suy nghĩ cái đó một chút đi nghe đủ chưa? Chí thì thấy là, <laughs> chí thì thấy là cái nó làm cho mình thấy tự do khá là nhiều. Tức là nó không còn những cái áp lực mà để mọi người phải nói là OK. ở thời điểm nào mình cần phải làm cái gì, à, tức là nó không dựa vào cái thời gian, cái cục mốc thời gian để nó đánh giá cái mức độ phù hợp thời điểm đó để mình làm cái gì đó, à, mà nó dựa vào cái mức độ mình sẵn sàng cho cái vấn đề đó. Tại vì bạn biết là trong nhiều từ thời cổ ngày xưa luôn khi mà chúng ta có astronomy tức là khoa học về vũ trụ rồi chúng ta có một số về thần học hay là thần số học này kia thì mọi thứ nó người ta hay dùng những cái cục mốc của vũ trụ để đo cái thời gian một người trưởng thành như thế nào nó thể là nó hơi tâm linh tí xíu nhưng mà nó cho mình một cái ý niệm là mọi thứ nó dựa vào những cái marker không phải là quá theo đúng cái trình tự thời gian mà một cái xã hội hay nền văn minh uh, hình thành đúng không giống như trong thần số học bạn thấy là cái tuổi mà bạn pick này kia giữa người với người khác nhau tùy hay năm sinh này kia thì uh, cái sự khác biệt đó là nó dựa vào những cái yếu tố của những cái sự vòng xoáy của thế giới của vũ trụ này kia thì cái đó là về phía thần học có thể chứ không cần phải nói nhiều uh, nhưng mà bạn thấy khi bạn thấy cái đó bạn thấy là thí dụ trong xã hội của mình thì mình nói là tới 30 tuổi mình phải được cái gì tới 35 tuổi hay sao, 25 tuổi hay là 20 tuổi. Tức là xe qua xe lại là mình nói rất nhiều về những cái những cái cục mốc mà nó định nghĩa bằng cái thời gian. Nhưng mà bỏ cái đó ra thì bạn thấy là nó nó nhiều nó nó có nhiều cái cục mốc hơn bạn tưởng mà nó không phải là thời gian. Tại thời gian khi bạn nói 30 tuổi thì đúng là cái 1 tỷ người ở tuổi 30 hay là 500 triệu người trên thế giới này ở ở tuổi 30 là phải làm đúng cái thứ đó nhưng mà chứ thấy không, không không cần thiết. Tại vì có thể là một người có thể làm nó ở tuổi số 25 Một số người thì có thể làm ở đó ở độ tuổi 35 khi mà họ sẵn sàng hơn Thì tùy vào mức độ cuộc sống mà mình sẽ thấy là cái thời điểm nó phù hợp hay không Đúng không? Cái này chỉ nói là không phải là làm mình lay back kiểu như là hôm cứ chờ 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 tới thời điểm phù hợp chứ Chỉ nói đây là những ai mà bị áp lực bởi cái thời gian, một cái timeline, một cái trình tự nào đó mà cứ nhìn qua bên kia thấy à, người đó bằng tuổi mình, họ được cái này cái kia, tại sao mình còn ở đây? và mình cho mình áp lực và cái áp lực đó đi xuống nha. Bởi vì Trí nhận không biết bao nhiêu câu hỏi liên quan đến việc là bị áp lực đồng trang lứa. Thì chính nó Trí luôn luôn nhắc lại cái cụm là cái tham lai mọi người nó khác nhau. Mình mình với họ không cùng bối cảnh làm sao mà một cái dựa số, số tuổi mình đo được. Có nhiều người 25 tuổi là họ phát triển như thế này. Ờ, nhưng có nhiều người 35 tuổi đi lên cái vèo một cái mức rất là nhanh hay là tức là mỗi cái độ tuổi nó sẽ có hay là mỗi cái mỗi người sẽ có một cái thời điểm nhất định nào đó và mình quy chế cái thời điểm quyết định. Uh, một cái thời điểm tốt nhất đó thì thông qua cái số tuổi và cái năm này năm này năm kia thì chỉ thấy là nếu mà bỏ cái yếu tố thời gian nó ra thì mình thấy nó 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 free hơn rất là nhiều giống như là bây giờ bạn uh, có câu hỏi trong đầu của mình là mình bắt đầu cái này liệu có trễ không? Nên chỉ nói bây giờ nếu mà mình không lấy độ tuổi của mình ra nữa, mình không biết tuổi của nhau nữa thì bạn nói là có trễ không? Tại mình đâu có tuổi nữa đâu. Bây giờ mình dựa vô cái gì để mình nói có trễ hay không? Ờ... Uh giả sử bây giờ bạn nói bây giờ 40 tuổi bây giờ mình tập uh, môn uh, mây thái nó còn được hay không thậm chí nói bây giờ giả sử mà Doraemon cho cái gì đó nguyện năng phục bây giờ bạn không biết bạn 40 tuổi luôn bạn chỉ biết là đâu đó đại khái là 40 năm trước nhưng mà uh, không biết rõ số nào bạn nó sinh ra nhưng bạn thấy bạn giống người 30 và bạn cũng không biết nào nhỏ lớn hơn mình nữa tại không có gì để nói cái thành ra cái bạn nó uh, đâu còn suy nghĩ gì đâu thấy mình còn khỏe chơi luôn không suy nghĩ thì tôi thấy cái yếu tố định nghĩa về cái thời gian nó cũng khá là cần thiết à, Tất nhiên là cần thiết cho những những ai mà bị áp lực quá nhiều về cái độ tuổi của mình à, Thì cái đó là một cái mình chưa quan sát được thôi Thành ra thời gian nó giống như là một cái lời gợi ý nhiều hơn là nó là cái thứ mà quyết định à, Có nhiều thứ cần thiết hơn để bạn có, có thể quyết định được ngoài thời gian Thành ra là bớt lo âu quá nhiều về chuyện đó mà tất nhiên thì thời gian thời gian đôi khi nó cũng nó cũng là một cái khá là cần um, trong rất nhiều trường hợp của nền văn minh thành ra là nó nó mới ở đó đúng không chứ không tự nhiên nó ở đó thành ra là à, chỉ nói cái này không có ý là chỉ nói là um, như chỉ nói bằng nãy là không có phải là mình lay back, một cái ngồi mình chờ 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 rồi mình không quan tâm này kia ý chứ không phải là vậy giảm tải những cái lo âu thôi Ok, đó là tất cả những gì mà Trí cần chia sẻ trong tập này Và Trí cũng rất vui khi có điều kiện để trở lại Để nói chuyện với mọi người Ở một cái tập mà Trí thấy là cũng khá là cần thiết Và um, quan trọng cho những ai mà họ đang quan tâm tới vấn đề này Cảm ơn các bạn rất nhiều Và cái tập tiếp theo sẽ là một cái tập về Temple nữa Trước khi mà Trí chuyển qua làm một cái tập về tự sự Thì uh, hy vọng là các bạn sẽ đón nghe tập sau Và tập sau nữa Và nữa nữa, nữa. <laughs> Tới hàng 8 nha Bây giờ tới được mình phải lên hàng 8 cố gắng là hàng 8 trong uh, trong năm nay và thậm chí mà trong năm nay mà chỉ làm tới hàng chín được là chỉ rất vui luôn đó. nhưng mà không hứa trước được để xem sao để xem sao cảm ơn các bạn rất nhiều và mong là gặp lại các bạn sớm à, dù các bạn ở đâu thì chỉ vẫn luôn mong là mọi người sẽ có cuộc sống khá là tốt những cái động lực rất là nguyên bản để phát triển và mọi điều tốt đẹp cảm ơn mọi người rất nhiều xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại